Baby bus. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ đi khám phá khu rừng. Mình đang thắc mắc, không có internet, hãy nhờ bố hoặc mẹ em giúp. Tôi và các loài vật đều đang chuẩn bị những thứ mà chúng sẽ cần. Chúng ta hãy giúp chúng một tay. Trước khi mùa đông đến, những con kiến sẽ đi tìm lương thực để chuẩn bị cho mùa đông. Xin chào, tôi là kiến. Tôi sẽ bắt đầu đi tìm thức ăn. Hãy nhớ tránh xa con nhện. Sau đó, những con kiến sẽ tha lương thực tìm được về tổ để tích trữ. Con đường trở về của chúng mình đã bị nước sông dâng cao chặn lối. Chúng mình phải làm gì bây giờ? Đặt chú kiến lên chiếc lá. Bây giờ chúng ta có thể bắn qua sông. Một. Một. Hai. Xin chúc mừng, bạn đã nhận được một món. Đông đến, ngỗng ngọc cổ sẽ bay từ phương Bắc về phương Nam để tránh rét. Trà vàng như để đùa chúng. Ôi không, là ngỗng cao cổ và những tên đại bản san ác muốn ăn thịt tôi. Hãy giúp tôi đuổi chúng đi, làm ơn. Cô nghỉ ngơi và thưởng thức bữa ăn của mình trong những đám lau sậy bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi. Hãy giúp tôi tìm loại thức ăn mà tôi thích. Những con ngọng cao cổ đã ăn xong và lại lên đường. Bạn có thể đưa chúng vào đội hình bay được không? Chúng tôi tiêu tốn ít năng lượng hơn khi bay đội hình ngang hoặc chữ V.
đôi và biển rất lành. Dù biển cần bơi đến nên có mùa đông ấm hơn. Tôi bị đau, bạn có thể giúp tôi điều trị không? Dù biển là một vận động viên bơi lội xuất sắc và bơi rất nhanh dưới nước. À, các bạn đang đuổi theo tôi, làm ơn tôi với. Vút xuống để ăn con dao biển và bạn sẽ có thể bơi nhanh, bơi đến chỗ bạn bè của bạn, họ có thể bảo vệ bạn. Bạn có muốn mở món quà này không? Hãy chơi trò chơi này.